lại, phải dành món vô trò uống nước luôn. Dạ. Rồi. Rồi xin chào anh em nhá. Combo 3 món hôm nay thì Tuấn tặng cho hai món nhanh lên để chúng ta tiếp tục đi hành trình đi chinh phục xe Busan Nguyễn Tử đấy ạ. Rồi Tuấn sẽ có thời gian khoảng 30 phút giới thiệu cho tất cả anh em ạ. Đúng không ạ? Ok. Thì hàng lại mới về và thì Tuấn đã làm như thế này. Thì đầu tiên thì Tuấn sẽ giới thiệu cho anh em nếu anh em nào mua combo 3 món nhé. Còn là mua lẻ thì cũng bán thôi. Còn anh em nào có nhu cầu thì chúng ta mua combo 3 món. 3 món tương tác là một cái đồng hồ. Đúng không ạ? Combo ở đây là 3 món, một cái đồng hồ đo để cho những anh em đo thông mạch. Đúng không ạ? Đo điện một chiều, điện xoay chiều. Và cái bộ giả lập này anh em giả lập tất cả những cảm biến. Đúng không ạ? Tất cả cảm biến, rồi cảm biến gốc khó nhất cũng giả lập. Rồi đồng hồ báo xăng không lên, đúng không ạ? Tất cả cảm biến IAT, TP, ECT, O2. Và có thể cảm nhận được là IC có bị già không và ECM còn tối ưu được không, thì cũng có thể làm được luôn. Và áp bơm thì anh em sẽ dùng để đo, đúng không ạ? Để đo. Thì anh em sở hữu 3 combo này thì anh em sẽ đương nhiên cái đèn led này thì không phải là cái công sức gì đâu tặng cho anh em và muốn tập tài liệu nhé. Cái này tặng thêm cho anh em tập tài liệu. Và khi anh em mua sản phẩm cắt đồng hồ hay cắt giả lập hay áp bơm, anh em nhận được hàng thì anh em cứ inbox, nếu không biết sử dụng Tuấn sẽ gửi cho một clip để anh em hướng dẫn nhá cả nhà. Đấy, vấn đề là như vậy, giá rẻ lắm, quá rẻ luôn, chúng ta đi chợ rất rẻ thôi. Và cái này mai thì Tuấn sẽ ship tiếp cho anh em, còn anh em nào cần thì chúng ta cứ đặt tiếp tục đấy ạ. Cứ đặt tiếp tục và giả lập rất nhiều những con cảm biến trên xe. Nhá cả nhà, anh em mình sẽ giả lập tất cả. Ok như nào. Đấy nha. Thì tất cả Tuấn đã ghi trên dòng thời gian. Combo 3 món tặng 2 món bằng 5 món nhá. Nhanh tay lên. Chúng ta phải tiếp tục bước từng bước đầu để chúng ta đi câu. Đúng không ạ? Để chinh phục những dòng xe phu sang người tử. Và để rồi những anh em nào đang gặp khó khăn, chúng ta phải bắt đầu từ những bước. Để rồi có tiền chúng ta sẽ sử dụng thiết bị máy chuẩn đoán Motosican bên Đình Tuấn luôn, đúng không ạ? Và đặc biệt ở đây anh em nào mua máy Đình Tuấn sẽ tặng một nhóm học online tương đương với trị giá 1.500.000, đúng không ạ? Và tặng thêm anh em tài liệu và các hướng dẫn sử dụng máy cực kỳ đơn giản nếu anh em nào có nhu cầu. Kể từ phút này trở đi, tất cả anh em mua máy chuẩn đoán bên Đình Tuấn thiết bị Motosican, Tuấn sẽ tặng anh em nhóm học online tương đương trị giá 1.500.000 kèm theo tài liệu và led. Nếu anh em chi ăn chi kỷ, Tuấn sẽ tặng thêm một cái món gì đằng sau thì chúng ta cứ inbox qua cánh gà. Còn anh em nào chưa điều kiện, hãy bắt đầu sử dụng bằng cái đồng hồ đo áp bơm, bằng cái đồng hồ đo thông mạch, bằng bộ giả lập để giả lập tất cả cảm biến, để chúng ta bước đi những bước đầu tiên. Tiếp tục khi ok thì anh em sẽ bước tiếp để rồi sẽ thành công trên cái lĩnh vực con đường anh em chúng ta đã chọn, là cái nghề dầu nhớt, sửa những con xe dù xe cũ hay là xe đời mới, hay là xe
xe phu sa người tử thì anh em cứ inbox, Toán sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho những anh em nào. Anh em cứ thoải mái đi, cố gắng lên, rồi chúng ta sẽ đạt tới cái mục đích mà chúng ta sẽ đi đến nhá. Tất cả anh em mua thiết bị máy chuẩn đoán bên Điện Toán Motosican, anh em sẽ được tặng, đúng không ạ? Một nhóm học online và những thiết bị mà Điện Toán đã chi ân chi kỷ cho anh em. Còn rất nhiều anh em đang gặp khó khăn thì anh em cứ inbox nhá. Ở đằng sau rất còn nhiều những anh em đang gặp khó khăn. Rồi, xin chào tất cả anh em ạ. Toán sẽ có 30 phút giới thiệu sản phẩm và về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, và 7 giờ 30 phút Toán phải dạy tiếp tục online trực tuyến cho anh em. Những anh em thợ máy nào còn tay nghề còn yếu, đúng không ạ? Thì anh em hãy tham gia. Mua những cái món này giá rẻ thôi. Áp bơm rẻ quá mà. Hơn 200k. Đồng hồ đo một chiều, đo xoay chiều, đo ôm, đúng không ạ? Đo tất cả cho anh em. Bộ giả lập này, giả lập cảm biến O2, giả lập tất cả cảm biến O2, TB, đúng không ạ? IAT, đúng không ạ? Rồi, cảm biến góc nghiêng. Rồi, có thể biết luôn cả IC còn già hay là không già, đúng không ạ? Rồi, giả lập luôn báo xăng. Xem một cái xe FI khách hàng mang vào. Đồng hồ, khi khách hàng bảo đổ xăng đầy nhưng đồng hồ lại báo về E, thì anh em chỉ cần giả lập biết thế nào là đứt dây và biết thế nào là hư đồng hồ, biết thế nào là hư báo xăng. Đấy, nhân tay lên nhá anh em. Ok, cái này chào đón và tiếp đón cho tất cả anh em có nhu cầu. Đã ghi hết rồi, anh em chỉ cần về việc làm, gửi anh em một clip nữa là xong. Rất tiện lợi, giá lại rẻ. Ok nhá. Ok Thanh Phạm, ok, nghèo khó thì sẽ sử dụng cái này là sẽ vượt lên nghèo khó thôi. Chúng ta phải vượt lên chính mình. Muốn vượt lên chính mình thì chúng ta phải đầu tư. Đấy không? Nhưng đầu tư những cái này thì rất rẻ thôi, không có gì mà đắt. Và cuốn tài liệu này về nhà anh em có thể đọc, đúng không ạ? Về có thể những cái cảm biến hầu như nó nằm hết trong này, và cách đo và hướng dẫn cho anh em, và khóa smart key và chân IC. Nói chung nó không được hoàn hảo cho lắm, nhưng anh em đọc nếu mà hiểu được cái cuốn này thì con xe la làm cực kỳ dễ, kèm theo những thiết bị máy móc rất đơn giản thôi. Đơn thuần, giá rẻ, tiện sử dụng. Combo 3 món nhân tay nhá. Tặng anh em thêm một cái đèn LED và cuốn tài liệu dùng cho nó vui nhá. Ok. Cái này thì Tuấn chỉ có tiếp ứng lên để cho những anh em nào còn có tay nghề hạn hẹp thì chúng ta đi lên thôi. Một ngày một tốt hơn, để hoàn hảo hơn, để phục vụ và làm cho tất cả những quý khách hàng những con xe ok hơn, tốt hơn, đúng không ạ? Để trở nên xe rất nhiều đến cửa hàng anh em thì anh em sẽ có một cái cuộc sống ok hơn. Dạ, thưa anh Quốc Sơn và anh Thanh Phạm, cái áp bơm và cái đồng hồ và bộ giả lập này thì không có nghèo và giàu. Giàu và nghèo tương đương như nhau. Bởi vì cái này em đang live stream, em chia sẻ là bán sản phẩm chứ em không có dạy. Dạy thì ok, em đã công khai vào giữa tháng 5 rồi. Đã giảm cái gì thì em đã công khai rồi. Còn cái này mà sổ nghèo hơn nữa vẫn mua được cái món này, để chúng ta vượt lên, không cần phải xài sổ nghèo nữa nha. Đấy, mấy giờ nhỉ, anh đưa tiền đi. Tháng nghỉ gần 10 ngày ấy nhỉ. 10 ngày
mua hai chai nước, mua dùng một gói thuốc luôn. Còn tiền đó mà cho gói ngựa luôn. Quá rẻ mà đúng không anh em? Giá quá rẻ nhá. Chung tay ủng hộ Điền Tuấn đấy. Cái này là anh em chung tay ủng hộ Điền Tuấn đấy. Rồi anh em sẽ vượt lên khó khăn ngay. Hết xăng rồi à? Nhá cả nhà. Đấy. Ok, một món cục bán nhá. Đúng không ạ? Một món cục bán chứ không phải là Điền Tuấn bán combo 3 món. Đây là Điền Tuấn giới thiệu anh em mua sản phẩm combo 3 món được tặng tài liệu và thêm cái đèn led cho nó vui. Đúng không ạ? Đây là của ít lòng nhiều tặng anh em tham khảo. Đấy. Còn bây giờ anh em ở mua một cái thiết bị này thì Điền Tuấn cục bán. Mua một cái áp bơm giá rất rẻ. Đúng không ạ? Cục bán. Cứ vui vẻ đi. Không phải combo 3 món đâu. Rất ok. Giả lập tất cả cho anh em. Nguyễn Luân có gì đâu. Ok, anh inbox cho em combo tất cả chỗ này hơn 1 triệu. Đúng không ạ? Hơn 1 triệu. Triệu rưỡi chẳng hạn như vậy. Đấy, em đang nói là vân vân. Cứ khoảng triệu rưỡi tất tật tật chỗ này. Rẻ không ạ? Đấy, em đang nói là như vậy. Còn mua món nào bán món đấy. Đang nói ví dụ có khoảng triệu rưỡi. Hoặc có thể rẻ hơn, có thể cao hơn một chút xíu. Triệu sáu. Đúng không ạ? Còn anh em nào mua cái máy thiết bị chuẩn đoán Motoscan, Tuấn tặng ngay nhóm học online tương đương với trị giá 1.500.000 và một phần mềm sử dụng Motolata miễn phí trong vòng 1 năm với anh 1 triệu. Ok, tất cả anh em xe máy Thái Sơn mua áp bơm và giả lập được tặng sắt và led không? Ok luôn nhá, play luôn. Đúng không ạ? Ok luôn. Anh em ok thì Điền Tuấn ok, có cái gì đâu mà chúng ta phải quan trọng nhỉ? Cứ thoải mái đi. Còn mua cái này thì tặng sắt thì không thể nào được. Lấy tiền thêm photo nhá. Công bố luôn. Anh em nào mua áp bơm thì anh em phải trả thêm tiền photo. Tuấn đi photo dùng. In file photo nhá, không thể nào tặng được. Tùy theo ạ. À. Cái áp bơm thì lời bao nhiêu thì anh em cũng biết rồi. Tiền ship cóp về đây bán ra cho anh em nó chẳng lời bao nhiêu, tặng tài liệu nữa để hết. Anh em hãy để cho Điền Tuấn xin thêm một chai nước để uống thôi ạ. À. Ê. Chai hai chai nước. Đúng rồi, Văn Quyết quá rẻ, ủng hộ anh nhá. Tại sao mình đi đánh con đề, mình chơi lô đề, mình đi nhậu thì lại không tiếc đúng không ạ? Tại sao ba cái này, năm cái món này, ba đúng không ạ? Combo 3 tặng 2 là bằng 5 ngón tay thật đều. Về nhà kiếm lợi nhuận nhanh lắm, lại có kiến thức. À. Thì một xe mang vào bị đứt dây điện, dùng đồng hồ này đo tít hay là không tít. Một cái xe báo số 7 nháy, 8 nháy, 9 nháy, đúng không ạ? Hay ô 2 giả lập một cái là xong. Báo xăng không lên giả lập là xong. Bơm xăng không bơm hoặc là bơm yếu lục bục bỏ vào là xong. Mô bên sườn bị mất điện cao áp, không bơm xăng, không kim phun, lấy cái đèn led này vào cái là xong. Tất cả đều hoàn hảo. Đúng không ạ? Nhanh tay lên cả nhà ơi. Thật sự cái này Điền Tuấn làm không kịp xếp. Chẳng qua hôm nay ấy, ok, có số lượng nhiều này Tuấn mới chia sẻ cho anh em. Mấy trăm k, giá quá rẻ. Chơi khô máu luôn. À,
anh em nào cần đồ đồng hồ thấy đồng hồ đo áp suất bùng đốt thì Tuấn hồi giờ chưa có, còn anh em nào có nhu cầu thì anh em inbox Tuấn sẽ gửi cho. Còn thì Tuấn làm xe hồi giờ chưa biết bao giờ dùng cái đồng hồ đo áp suất bùng đốt cả. Xe nào vô kiểm tra ok đề dai nổ Tuấn bổ máy ngay, đúng không ạ? Ơn được tiền em. Nghỉ tháng sau cho 3 triệu. Nghỉ quá. Tiền cho đi mua bô hết. Nhiều à? Quá. À, cái thử sợ bánh cây á hả, xưa rồi ba cái đồ đó đúng không ạ? Đấy nhá, đơn giản thôi, xách cái này lên đây thì xong hết, kết thúc. Nếu nháy ô 2 không hoạt động thì kết thúc, đúng không ạ? Kết thúc cho vòng nốt nhạc thôi, không có gì khó hết. Cái này làm để cho anh em bắt bận cho nó nhanh thôi, đúng không ạ? Chứ thật sự bán cái này không có dầu gì hết. Đấy, cái này làm ra để cho anh em dùng cho nó rẻ, ok thôi. Để chúng ta tập bước những bước đầu tiên để chúng ta đi, để rồi chúng ta sẽ thành công và mở ghế thiện. Bạn già Quốc Sơn cho nhìn tin thế nhở? Quốc Sơn, chỉ có bạn là hiểu tôi thôi. Đây lượng xe nhỏ thôi. Còn cửa hàng 1 nhá. Cửa hàng 1 xe mới đông ạ. Đây là cửa hàng 2. TV đại số kịp full hoàn hảo, đúng không ạ? Đây nhanh tay lên nhá cả nhà nhá, ok. Những nhà nào đang gặp khó khăn thì anh em inbox ngay. Rồi buổi giới thiệu mặt hàng đến đây là kết thúc rồi. Mình xin phép được về nhà nghỉ ngơi chút và tiếp tục 7:30 phải dậy anh em tới 10 giờ. Xin chào tất cả anh em ạ. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Ok, xin chào cả nhà. Tuấn xin phép về dạy cho anh em tiếp tục khóa học trực tuyến ạ. Còn vài ngày nữa lại kết thúc khóa 2 online trực tuyến. Xin chào tất cả anh em nhá. Ok. Giơ tay chào anh em cái ạ. 5 ngón tay đây ạ. Đúng ạ. Combo 3 món này.
tặng hai món nhá. Thế thôi, đúng không ạ? Đó là cái niềm động lực để anh em đi đến tương lai nó xa hơn một chút xíu, đúng không ạ? Không còn bị những cái dòng xe ga nó hành nó vặt anh em nữa, đúng không ạ? Hãy cố gắng lên, giá rẻ lắm ạ, không có gì mà đắt hết nhá. Ok. Đấy, bán gì vậy ạ? Đấy. Mai thì Tuấn sẽ chia sẻ. Hoặc là đêm nay đi nhỉ? Đêm nay 20 giờ đêm nay đi. Thôi thì chút xíu Tuấn sẽ viết thêm một cái comment nữa. 22 giờ đêm nay đi. Tuấn sẽ chia sẻ vận hành 5 chức năng này trên con xe phu xăng tử hoàn hảo không cần chỉnh. Dạ, đúng không ạ? Tuấn chút xíu sẽ like, chút xíu Tuấn sẽ viết một cái comment lên trang cá nhân của mình. Hẹn anh em đêm nay 22 giờ Tuấn sẽ trổ và hướng dẫn anh em sử dụng 5 món này, sử dụng con xe phu xăng điện tử cực kỳ đơn giản nhá. Hẹn anh em 22 giờ đêm nay Tuấn sẽ chia sẻ live stream anh em vận hành 5 cái món đồ giá cực rẻ này trên con xe FI hoàn toàn chuẩn không cần chỉnh. Thôi thì Tuấn xin phép. Và thì Tuấn sẽ sửa lại comment luôn, không cần phải chụp nữa. Chút xíu thì Tuấn sẽ chia sẻ rất nhiều trên nhóm. Hẹn anh em tối nay 22 giờ xong, Tuấn dạy học xong 22 giờ Tuấn sẽ chia sẻ vận hành 5 món combo này trên xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ạ.